Khi mà chúng ta cầm cây tông đơ hay kéo cắt tóc đó, trên tóc khách đó, các bạn sợ nhất là điều gì? Cái xấu đó mình không nói ha. Cái điều đầu tiên các bạn sợ đó là gì? Mất lỗ. Mà mình tin là ai, cho dù làm lâu cỡ nào chăng nữa, thì cái thời gian đầu nhất hạn là thời gian học, kế tiếp là thời gian mà mở tiệm mà mới, sẽ có ít nhất một lần các bạn sẽ bị cắt mà mất lỗ trên đầu của khách. Đó là điều chúng ta sợ nhất ha. Và cái như cái video mà mình nói khoảng thời gian gần đây đó, mình đã có thời gian mình sẽ làm một cái video để mà các bạn cái cách các bạn kê lược như thế nào để mà không có bị mất lỗ. Đó là điều mà chính trong cái clip hôm nay. Rồi chúng ta cùng đi xem. Đấy, như mình mới vừa nói đó, mình sẽ làm một cái clip nói về lược ha. Các bạn biết lược là nó rất là quan trọng trong cái tóc. Chúng ta sẽ đi đôi với nó là kéo nè, tông đơ nè. Kéo thì có hai loại, kéo tỉa và kéo cắt. Còn tính dầu gạo mình không tính rồi. Thì các bạn kê làm sao, cầm làm sao để cho nó kêu bằng có thẩm mỹ, cũng như là mình hạn chế đến mức mà tối đa nhất có thể, để mà đừng có bị mất lỗ ha. Các bạn xem hết clip này đi, clip này không có ngắn, clip này không có dài đâu. Nó mình sẽ chia ra hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là cách cầm lược như thế nào, và cách kê lược làm sao để mà cắt cho nó chuẩn nhất có thể. Và trong mở, trong đóng ngoặc, trong cái mục đó là cách các bạn chịu tay như thế nào. Cả như là có người bảo kê cho cái cây lược, cho tay lược chúng ta đó mà không bao giờ bị. Thì các bạn xem từng chi tiết ha. Rồi cái video này là gửi đến những anh chị em nào mà đang học, hoặc giả là mới học hay là sắp ra ngày vậy đó. Còn những anh chị em nào mà đã rành thì video này không có tác dụng. Ôi mất thời gian 2 phút mấy rồi. Thôi bây giờ chúng ta đi vào chủ đề chính ha. Như mình nói đó, mình sẽ chia ra làm hai mục. Mục thứ nhất là cho các bạn cầm lược. Cầm lược thì mình sẽ nói như thế này. Có nhiều cách cầm lắm. Số anh chị em mình thấy người ta cầm gì nè. Gì nè. Người ta vẫn cắt bình thường. Nếu mà ai mà theo dõi mình đó giờ thì mình sẽ cầm như thế này. Mình chỉ lắc bằng hai ngón này chủ yếu thôi. Nhưng mà hai ngón không được đâu, phải có cái ngón giữa chịu lên. Đây. Mà xè ra như thế này không được, mà túm ra như thế này không được, chỉ lắc như thế này thôi nè, vuốt lên nè đó, các bạn thấy ha, đây vuốt lên, lên xuống, chỉ lắc mấy ngón thôi, cái này gọi thinh nè. Còn như gì thì mình không biết như thế nào, nhưng mà người ta cảm nhận được bình thường. Nhưng mà mình nói ở đây góc độ đây, và nếu mà được chọn lại một lần nữa thì các bạn tốt nhất nên cầm như thế này, cái thẩm mỹ nó sẽ rất là cao đây. Chứ không phải là bắt buộc ha, nếu được chọn. Chứ không phải là bắt buộc phải cầm theo kiểu này. Nhưng mà đó là nghệ thuật, thì các bạn sẽ làm như thế nào để cho đẹp nhất có thể. Đấy. Thì vấn đề này là vấn đề phụ thôi, vấn đề đầu tiên. Và tóm lại là bạn cầm như thế nào cũng được, cầm như gì cũng được nữa nè, miễn sao cắt được đẹp rồi. Chứ không phải mà bắt buộc phải cầm như vậy, cầm gì mà cắt không ra hồn thì nó cũng chả đâu vào đâu hết. Ừ, vấn đề thứ nhất có nhiều đó hả? Bắt đầu vô vấn đề thứ hai nè. Vấn đề thứ hai mình sẽ chia ra hai mục ha. Hai một con. Và cái một hai một con là gì? Ngay sau đây chúng ta sẽ theo. U là rồi, nãy giờ nói nghe thao thao bất tuyệt mà chưa có kính chào quý khán giả chứ quá tại lâu lâu mình bị lỗi chương trình. Rồi qua cái video này cũng gửi lời chào đến là các anh chị em đi chung ngày hay là không chung ngày, vô tình nó cưới xem video này. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là tích cực. Rồi, như mình nói đó, mình sẽ chia ra hai là hai cái mục nhỏ. Thứ nhất là các bạn kê lược, đổ mồ hôi chứ. Tháng này nhiệt độ như heo, tháng này nhiệt độ có chừng 37-38 nhiễm. Tầm cỡ 10 giờ mà các bạn ngồi, các bạn uống nhâm nhi dài sĩ đế thì chúng ta sẽ sớm đi gặp ông bà. Uống 1 ra 3 ra 4 nó xỉn á. Kết cấu hầu như là hết 90% cộng những cây lược các bạn thấy. Mình sẽ nói video này trực. Nó sẽ sâu hơn ha, chi tiết hơn, tại vì nó riêng. Đây có góc độ mà bạn thấy nè, cái lược nào cũng vậy chứ, đa phần
cái phần sống này nó sẽ dày và nó sẽ thon ra tới cái phần răng lược này. Các bạn thấy rõ ràng ha, thì nó cũng dí, mình dí như là gì nè, nó hai đầu ngón tay nó hở vậy nè, nó thon thon từ từ vậy nè. Thì các bạn kê lược, tại sao mà những anh chị em nào mà mới á thì sẽ thắc mắc, sao mà mình kê vẫn như vậy mà vẫn mắt cắt vô nó bị lõm đây như thế này. Các bạn, nếu mà các bạn kê, giả sử cái bàn tay đi kê bằng sát như thế này á, thì thực tế như thế này các bạn thấy nè, các bạn đưa vô cắt là mất liền, mất liền, cắt nó đứt phần này. Vậy cái phần mà các bạn không có thấy tóc nhô lên nè, tại vì nó dày thì cái phần này nó còn, cái phần tóc này nó mất, thì các bạn buông ra đi, thì ở phần dưới này nó còn, cái phần mà dính tóc này nè nó không còn tóc. Các bạn càng đi lên á thì các bạn cắt nó vô gì không nè, chứ không phải nó đứng lên gì, nó vô gì không nè. Bây giờ khi mà cầm kê cây lược, các bạn chú ý cho kỹ đi. Như mình nói từ đầu đó, mình phải hiểu cái kết cấu cây lược, phần sống lúc nào cũng dày hơn thì nó thon. Thì khi mình đặt mình sẽ trừ hao, khi bạn đặt vô cây lược vô các bạn sẽ cất ra như thế này đó, cất ra thì khi mà đưa lên á thì không có gì nó mất. Còn nếu mà đưa sát vô như thế này, để cây quay góc độ nào vậy thấy nè, ok như vậy đi, các bạn cắt đi. Nhưng mà mới nói đó, các bạn thử đi, bạn kiếm ở đầu ken nào mà tóc còn nhiều xíu á, các bạn thử đi, thử mà nó đúng không á. Bây giờ tốt nhất mà mình cắt mà làm sao mà đừng có bị mất tóc á, đặt cái lược vô đứng và nó có hơi độ, cái hô độ mà nó cất về cái bản thân của mình á, đây nó đưa vô này, mình sẽ quay chậm khúc này ha, đưa vô. Trong khi mình cất ra như thế này á, là mình sẽ hiểu được là mình lấy tóc bao nhiêu, cái ý của mình muốn lấy bao nhiêu thì nó không bao giờ mất, hứa danh dự không bao giờ mất. Còn mà đưa vô nằm gì chắc chắn sẽ mất đó. Những anh em nào mà mới học hay gì đó, các bạn nghe cho kỹ ha. Giờ video này nói riêng, tất cả video của mình nói chung trên kênh của mình chỉ là tính chất là tham khảo thôi, chứ không phải là bắt buộc. Nếu mà được thì các bạn sẽ áp dụng, còn không được thì mình xem chơi thôi, mưa rơi nhưng có gì đó thử. Đây cái lượng nhỏ nó vậy đó nè, mình thấy lượng nhỏ xíu nữa không đó, mà nó vẫn kết cấu nó vậy đó, ở ngoài này nó ấy và nó sẽ thon, nó mình nói lần lần nữa nè đó. Thì các bạn thử đi, không bao giờ bị mất. Đó là cái vấn đề thứ nhất trong cái mục nhỏ, là mình nói phần dưới nha, cũng như là chung hết cái phần cây lược. Các bạn cắt tóc, các bạn bắt buộc các bạn phải sử dụng cây lược, chỉ phải có đầu trọc thôi. Còn các bạn cắt tỉa, cắt đinh, cắt tóp bình dân, cổ điển, La Mã đến La Làng gì đó, bạn cần phải sử dụng lược hết. Đó đều tất yếu và dĩ nhiên, không thể phủ nhận được. Rồi bây giờ tới có một thứ hai nè, tới một thứ hai mình sẽ gọi nó là có một cái thằng nào đó nó đứng sau nó bảo kê cho cái tài lược của mình, không bao giờ các bạn cắt vừa nhanh mà vừa chuẩn, gần như là tuyệt đối nó sẽ theo ý muốn mình. Mình tạm bỏ phần dưới này nha, lên tới phần trên, các bạn kê lược cái phần trên nè. Đây đại đa số bạn sẽ kê như thế này. Đó, mình thấy rõ ràng, đây được rồi, mình sẽ quay góc độ nào đây, ok, như vậy đi. Nè, các bạn thấy ha, đó, cắt nè. Mình sẽ xen vô xíu nè, thay vì các bạn thấy, tại vì mình ngồi thì nó dễ rồi. Còn khi mà mình đứng á, giả sử cắt ở trên này các bạn gì nè, cầm tông đơn cái gì, đây, cái cánh tay của mình sẽ dở lên. Vô dấu cánh vô, lỡ nó có gì, kỳ lắm. Các bạn thấy thẩm mỹ nó không có. Đây các bạn nhìn thế này phải không? Cầm tông đơn nhẹ nhàng thế này. Đây lên như thế này. Cái thứ nhất là thẩm mỹ nó không có cao. Cái thứ hai là cái cánh tay mình sẽ mỏi, rất là mau mỏi luôn. Chỉ bằng như thế này hiện tại, giờ các bạn quay lại. Đó. Vừa khép mà vừa rất là tiện lợi, rất thẩm mỹ luôn. Các bạn cầm như thế này. Thay vì như thế này,
thay vì nè đưa lên trên nè, đó các bạn thấy không, sướng gồ ghề như mấy cành cành xấu xấu bổ bà luôn đó. Đây thì như vậy mình lắc lên nè đó, à mà thấy tay khép rõ ràng nè, trời ơi đuôi rồi, biết ghiền hứa luôn, nhớ là đừng bất nhạc nha, đó mình xen vô thôi. Còn như mà nếu mà các anh chị em không chịu cắt cái cách này hay là khó gì thì các bạn cứ cắt như thế này cũng được, không có gì chứ. Rồi vô phần mở thằng bảo kê nữa, thằng bảo kê là thằng nào, thằng trùm cuối là thằng nào mà núp lụm đâu, nãy giờ mày đâu nó nằm trong lòng bàn tay rồi chứ không nằm đâu chứ á. Sao nực dữ ta, bởi vì thời tiết này anh chị em nào mà xem nó thì các bạn cố gắng xem hết clip ha, tại vì những ai cần nó người ta sẽ cần. Nè bắt đầu giây phút này cái thằng trùm cuối nó lộ diện nè, nó như mình nói phải không, lên cái bàn trên này nè, lên bàn trên này các bạn sẽ coi như thế này nè. Đây các bạn thấy tài lược ha, đây về đi thì khi mà dững không nói gì, cái người mà đã sành rồi không nói gì ha, nhưng mà cái người mà lắp ba lắp bắp á, chân ướt chân ráo mới lên Sài Gòn á, bị mới đang hiếp lắm. Các bạn thấy hiện tại mình cầm như thế này sao cho nó dễ ta, ok đây, hiện tại mình cầm như thế này, các bạn buông ngón này ra nè, ngón danh á, ngón đeo nhẫn, ngón áp út á, đây đó các bạn chịu ha, đây nè đó, vững chân luôn, ngón danh nha, thậm chí dưới này cũng vậy nữa nè, ở dưới này á thì giả sử nó nhiều các bạn chơi ngón danh mình ấy thẳng ra không thì nó phần trên, còn phần dưới á các bạn ấy các bạn đang tì nhẹ, cái khi mình coi lại nè, tì nhẹ vậy nè, này không thấy, nói chung là tì nhẹ ngón danh đi, mà nói góc độ nó gì nè, các bạn chịu nhẹ nhẹ vậy nè, sao thấy được ta, ở à, đây, ôi, nãy giờ sao mình tự nhiên mình khôn ra miếng ta, không thấy không, tì nhẹ nè, đó nhẹ thôi, này giả sử nè, đó. Rất là vững, vững cực kỳ luôn, đây, tì nhẹ vậy nè. Cắt các bạn nhanh, giả sử nào không, ở trên này sao thấy được ta, ở đây ok nè, đây và đây ngón danh nha, đây thằng bảo kê, thằng bảo kê này nó tên là ông danh đi, kêu mẹ nó gì thì dễ nè, ông danh ha, đó đó mà thấy không, đi được 2-3 đường thậm chí 3 cũng được đó, không bao giờ sợ. Còn nếu các bạn ấy nhiều không rung rung á, các bạn lắc ha, những chuyện gì đi thiếu rượu á, nó thì nó rất là dễ mà bị mắc lỗ, bị phạm vô liền. Bảo kê rất là nhẹ nhàng, cái này là gọi gì, cái thế thường thường á mình thấy mấy anh lớn mình sợ nó, không phải nhỏ nhưng mà mình có võ, chỉ còn mình có cách thế, mình hiểu được ý của nó, mình có cách thế thôi, các bạn làm gì rất là dễ. Nhưng mình nói riêng trong cái tóc này là có câu kê lược này, cái nhẹ thôi này. Rất là vững nha, cũng như trước giờ các bạn như vậy không đi, không có chịu cái ngón danh này, rồi các bạn thử đi, các bạn xem cái video này rồi mình nói gì các bạn thử, nó không mất thời gian, nó không mất phí bất kỳ gì hết, mà thậm chí á, nếu bạn thích nó sẽ là một bước chuyển mới cho mình thôi, còn nếu không thì mình nép nhẹ cái nào gì nhẹ đó các bạn ha, kề đừng có bấm vô nhà đầu nha, các bạn tì nhẹ vô thôi tự động thì nó sẽ rất là vững vàng luôn, không bao giờ mất được, thiệt không bao giờ mất. Còn nếu mình cầm gì không, lộng bà lộng bổng nè nhớ cái lượt các bạn, khi các bạn ủi không các bạn giữ cái thế nó thẳng đứng thế này, đừng các bạn đừng có nhận vô nhà đầu mà nó sẽ cong ha. Khi mà mình nhận vô cái đầu người ta, khách người ta, cái lực cái nó được nó hơi cứng nè, cái lực mà nhận lực mềm dẻo một chút mà nhận vô cong á, các bạn sẽ cắt cong vậy nè, thì cái tóc khi mà các bạn thường thường nó lên gì nữa phải không, lên vậy đi, nó không lên mà nó sẽ đi ra chiều như vậy nè, nó sẽ mất ở giữa một chút, các bạn mới cắt lại thì nó bắt buộc nó phải như vậy nè, này mới bị cắt giao cho để cắt quan kia là mình chỉnh rồi nè,
nhưng mà tại vì nó bị lỗi một tí này, các bạn thấy là nó móp vô nữa không, móp vô rõ ràng nè, bên đây là thẳng nè. Thằng bảo kê nó có nhiều đó, chứ đâu có gì sai sót đâu, nó chỉ có bao nhiêu thôi, nhưng mà đó là cái thế, cái đó không ai chỉ các bạn đâu, tôi nói thiệt á. Còn nếu có thì mình vui, không mình mừng không gì hết. Đó là bằng cắt nè, ở trên top cũng vậy nữa nè, cái bằng top các bạn thấy bằng cắt nè, đây chỉ cắt đinh đó nè, đó còn các bạn cầm gì phải không, vẫn được bình thường nha, chứ không phải mà nó không được đó, bạn chịu nhẹ thôi đó, chịu đi. Ủa còn bằng cắt biết ghiền luôn, mình nói là biết ghiền luôn, cái tôi nói thiệt ghiền luôn, đừng nói không ghiền, ghiền hơn ghiền gái nữa đó. Đưa 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 đưa, ờ cắt năm bảy được cái chút thôi, đây 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 hết rồi. Clip này có nhiêu nữa à, còn phần cầm kéo mà dấu cạo nó, các cái mình làm cái nhiều cũng như cái phần này mình đã nói rồi, nhưng mà mình nói sơ nó hôm nay clip này mình tập trung vô mình nói cái phần cái lượt này, các bạn cứ tập. Mình nói là lần nữa trước khi mà kết thúc video này á, đó hai vấn đề, một nếu được chọn lại một lần nữa các bạn cầm lượt, các bạn sẽ tập theo cách này, chỉ lắc hai ngón thôi, lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống, thấy chỉ hai ngón thôi, ba ngón thôi, nó rất là thẩm mỹ, rất là cao. Và khi như thế này chỉ chặt đây, mấy anh em mình nó cũng có nhiều đứa nó nói cái ngón em chịu không có tới, mà trong khi đó mình lấy hai bàn tay mình đo ngón tay mình với ngón tay nó bằng nhau, kêu cự ly bằng nhau mà sao nó đo không tới, tại vì nó chưa có quen. Nhưng mà khi nó quen rồi các bạn thấy, cũng như trước giờ mình dạy quay rim đi, bữa nay lên Nodad đi, lên 203, 206 đi ha, rồi hai kỳ đó nó nổ bình cái kêu chạy là quay game là miếng chạy lắm, tôi nói thiệt á. Cũng như trước giờ mình gì phải không, gì không mình không có chịu bảo kê này, không ai bảo kê chứ. Bữa nay mình coi clip này, ô có thằng đứng sau lưng mình nó chống cho mình chơi, mình không sợ bất cứ làm ăn gì, lời mình ăn lỗ tôi nói chịu, thì các bạn sẽ rất là thích cái này đó, nó nhanh nè, không tì nhẹ thôi đó. Ủa vòng vòng nãy giờ có nhiều đó mà tự nhiên cái mẹ mà nấu gì mà thơm dữ ta, ờ không lẽ mà mình kêu nó bụng ta, hết rồi còn gì nữa đâu nói đâu, hết trơn rồi, biết nói gì nữa không vậy. Thì khi nào mà anh chị em nào mà thắc mắc cái gì các bạn cứ comment trong mỗi clip gần nhất ha, để mà chúng ta sẽ xem lại. Rồi bây giờ trước khi kết thúc cái clip này thì cũng cảm ơn, clip không có dài nhưng mà cảm ơn mọi người đã xem hết clip này, thì hẹn gặp lại các bạn trong ngày gần nhất mình sẽ làm. Thôi chúc mọi người vui vẻ, biết làm gì vậy, xin chào. Yeah.